Sách lược của Trung Quốc muốn nhanh chóng dập tắt các ổ dịch trong nước bằng cách phong tỏa có mục tiêu và xét nghiệm đại trà đang gặp khó khăn mới giữa sự lây lan của biến thể Omicron. Cấp bách càng tăng cao trước mùa du hành Tết Nguyên Đán và thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sắp tới. Chi nhánh của tập đoàn Volkswagen ở Trung Quốc đã đóng cửa nhà máy sản xuất ô tô và xưởng sản xuất phụ tùng tại Thiên Tân vì Covid tái phát. Thành phố này cách thủ đô Bắc Kinh 100 km đang gia tăng các nỗ lực để chế ngự virus lây lan hiện đã lan tới các thành phố khác đại liên tại vùng đông bắc và an dương tại tỉnh hà nam ở miền trung đều báo cáo có ca nhiễm omicron nơi những người từ thiên tân đến dù còn ít so với nhiều nước khác nhưng số ca nhiễm omicron nội địa trung quốc vẫn chưa rõ là bao nhiêu và một số thành phố đã ra lệnh cách ly những người vừa mới đi thăm thiên tân hay an dương Thời điểm gần Tết hiện nay, nhiều thành phố kể cả Bắc Kinh đã khuyến khích dân chúng ở nhà thay vì thăm viếng đoàn tụ với gia đình. Và với Thế vận ở mùa đông Bắc Kinh khai mạc ngày 4 tháng 2, các giới chức tại thủ đô khuyến khích người lao động từ các nơi lân cận nên làm việc tại gia thay vì tới công sở ở Bắc Kinh.